Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh review Transformer VN của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn chi tiết cách transform cái em Ork Wayang mới ra. Đó, nó có cái mã là VK808606, thì tên của nó là Commander Thunder Leader. Đó chính là cái tên của con Ork này. Thì chắc là cũng nhiều anh em đã sở hữu con Ork này rồi. Thì mình sẽ làm cái clip hướng dẫn chan chi tiết em này để cho các bạn biết cũng như là nên lưu ý những cái điểm nào trong quá trình chan của nó. Đó, và mình sẽ chỉ cho các bạn xem con này có những chỗ nào bằng kim loại, vì nó có rất nhiều chỗ bằng kim loại, cầm rất là nặng tay luôn. Đó, thì về các cái phụ kiện thì mình sẽ không giới thiệu nữa, vì trong clip unbox mình đã giới thiệu rồi, cũng như cái clip so sánh đã so sánh cái con này với các tỷ lệ và rất nhiều các cái mô hình khác rồi. Thì hôm nay mình chỉ tập trung vào chan thôi. Thì chúng ta bắt đầu. Thì đầu tiên thì mình sẽ tháo các cái phụ kiện này ra, và mình cũng chia sẻ quan điểm một tí. Thì mình không thích cái cách gắn phụ kiện như thế này. Gắn phụ kiện như này nó rất là bất tiện, vì mỗi lần mà muốn thay thì chúng ta lại phải tháo ra, tháo cái phần tay này ra, đó thì mới có thể tháo được cái kiếm này ra. Đó, bên này cũng thế, chúng ta lại phải thao tác là mở cái này ra mới tháo được, rất là bất tiện một chút. Và ngoài ra thì mình cũng chia sẻ thêm đấy là mình không thích cái màu của cái kiếm này. Thực sự nếu như họ làm màu da cam, họ làm cái màu da cam thì đẹp hơn. Đây lại là màu vàng, màu vàng nhá. Đấy thì mình không thích. Và cái súng này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn transform luôn cái súng này đầu tiên. Thì trước tiên thì tạm tháo ra đã. Đó, để tạm cái on off sang đây. Thì về cái cây súng này thì là một cái thiết kế rất là hay, rất là đáng điểm, ăn điểm của cái mô hình Ork Wayang này. Đó là cái khẩu súng này có thể transform thành cái bình xăng và một nửa ống khói được. Đấy, rất là hay, rất là thú vị. Bỏ hẳn cái này ra để đỡ bị lấy nét. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn transform từ một cái khẩu súng như này, nó sẽ thành được một cái bình xăng như thế này. Nó dạng như thế này các bạn ạ. Đó, bình xăng và một nửa ống khói. Đấy, từ một cái súng thì rất là hay. Mình transform thấy rất là hay luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tách cái này ra. Đây, tách ra này. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta tách cái này ra này. Đó, thì chỗ này nhựa hơi mỏng, các bạn lưu ý một chút, không thì có thể sẽ bị gãy. Và tiếp theo là một đoạn cài ở đây, thì chúng tách ra này. Đó, sau đó thì chúng ta có thể mở cái này ra được rồi. Và còn một chỗ này nữa, đây, ở đây này. Đó, nó có một cái chỗ cài ở đây nữa. Đó, và tiếp tục là chỗ này, nó rất là nhiều chỗ, các cái chốt để cài, để nó cố định. Rồi, thì chúng ta có thể kéo này ra được. Đó, thì sau bước này chúng ta tiếp tục. Đây thì cái này chúng ta sẽ xoay lên đằng trước luôn cái ống này, chúng ta sẽ xoay lên đằng trước này, đồng thời thì cái đầu của nòng súng này chúng ta sẽ đút vào đây. Đó, chỗ này thì các bạn phải lựa này, tại vì chúng ta sẽ phải bênh cái này lên như này để đút này vào, thì các bạn phải thật nhẹ nhàng đoạn này một chút, vì mình thấy cái thanh nhựa này nó cũng hơi mỏng một chút. Đó, đây cái đoạn này này thì mình thấy chan cái khẩu súng này chỉ lưu ý mỗi chỗ này thôi. Đó là chúng ta sẽ phải lựa. Đó, như vậy đút vào đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cất luôn cái ống này vào. Đó, rất là hay. Mình thấy cái khẩu súng thôi mà cũng có thể chan lắp ghép được như này, thì đúng là chưa có một cái mẫu óc nào mà họ làm được cái điều này cả. Thật sự rất là đẹp. Đó, chúng ta sẽ xoay lại và rồi gập vào trong. Đó, như vậy. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn lưu ý chỗ này này. Chúng ta sẽ phải lưu ý này. Đây, chúng ta sẽ phải xoay. Các bạn nhìn thấy cái đường vàng, vân vàng đấy không? Đây, chúng ta sẽ xoay cái đầu này sao cho nó bằng nhau. Đó, cái đường vàng này và cái đầu này nó sẽ thẳng một đường thẳng này. Đấy. Cái này là cái mấu chốt cũng khá quan trọng, các bạn lưu ý. Rồi, bước tiếp theo thì cái đoạn này, cái đoạn ống này chúng ta sẽ cuộn cuộn gập gọn lại, rất là hay.
Thì đây mình sẽ bắt đầu làm. Đó. Chúng ta sẽ thấy này, nó có một cái móc nhỏ ở đây, chúng ta sẽ móc vào này. Đó. Đó, các bạn lưu ý là phải móc hẳn vào nhé, móc hẳn vào như này. Đó, nó cạch một cái là được. Rồi, bước tiếp theo. Chúng ta gập này lại. Đây, chỗ này phải xoay lại thì đúng. Đây, xoay lại thì các bạn sẽ thấy là chỗ này có một cái G và ở trên cái thanh này có cái lỗ này. Đó, chúng ta sẽ gắn này lại. Đấy, đoạn này các bạn phải thật lưu ý này. Nếu như không lắp chuẩn thì nó sẽ không khít được vào đâu. Đó, sẽ gập vào. Sau đó tiếp tục gập. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ gập tiếp này. Cái này chúng ta sẽ xoay lại này. Xoay vào trong này. Đây, cái thanh này xoay vào trong. Đó, xoay vào trong, sau đó thì chúng ta cái này gập vào đây. Rồi. Còn một bước cuối thôi, đó chúng ta xoay cái này lại. Đó. Đây, lúc đầu nó đang ở trong như thế này. Đó, thì chúng ta xoay ra ngoài. Rồi, và đây là hình dạng của cái bình xăng đấy. Đó. Nó sẽ thành như thế này, từ một khẩu súng chúng ta sẽ transform được thành như thế này. Đó. Thì như vậy là đã xong hai cái bình xăng và khẩu súng. Là từ khẩu súng chan thành hai cái bình xăng và ống khói thì mình sẽ bỏ ra bên. Thì trong quá trình chan có thể là một số các bạn có thể chưa quan sát được thì cứ inbox mình sẽ chỉ rõ thêm cho. Rồi còn bây giờ thì vào nhân vật chính thì ông này là đã cái hang quay giang có chỉnh sửa rất nhiều chỗ thì mình chan nó thấy khác khá nhiều so với cái các cái mẫu MP4 LT02 hay là LS03 khá là khác. Đó cũng là tạo cái cảm giác khác biệt. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào chan form cái con ốc quay giang Thunder Leader này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xử lý tay trước. Đó, chúng ta sẽ tách luôn này ra, tách luôn cái phần vai này ra. Thì chỗ này lưu ý là các bạn phải giật nó ra thôi, lượm một chút. Nó sẽ có một cái khớp để cài thì chúng ta lựa giật ra, các bạn đừng có giật mạnh quá thì đề phòng nó sẽ bị gãy, cho nên là chúng ta vừa lực vừa giật nhẹ và vừa nghe ngóng để có cái độ tác động lực nó hợp lý. Rồi tiếp theo thì cái này chúng ta xoay ra này, đây gập hết xuống dưới đó như thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đẩy cái này xuống. Đây cái chỗ này có lò xo nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ lưu ý để lựa cái này ra. Đẩy cái này ra một chút thì chúng ta sẽ giật được cái này xuống. Đây, nó là một cái đường rãnh này chúng ta phải giật được xuống, nhưng mà tuy nhiên phải đẩy cái này ra. Đó. Đó, như vậy thôi. Tiếp theo là cái phần này. Chúng ta sẽ xoay lại này. Xoay cái bình xăng này xuống này.
Đây, rất là chi tiết nha các bạn nhé. Cái chỗ này chúng ta có thể gập được này. Đấy, chỗ này này gập này, đấy các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ phải duỗi nó thẳng ra. Đó. Rồi, như vậy chúng ta sẽ duỗi thẳng nó ra. Chúng ta phải gập sao cho nó được vuông như thế này các bạn nhé. Đó, và rồi kéo nó xuống. Đó, như vậy. Như vậy là chúng ta xong một bên tay. Tiếp theo, đến tay bên này. Chúng ta cho bàn tay nó thành cái nắm đấm lại này. Đó, và các bạn lưu ý là ngón tay nha, ngón tay chúng ta phải để duỗi thẳng như này, chúng ta đừng gập trong. Các bạn nhớ lưu ý chỗ này nhá. Đó là phải kéo cái này ra. Đồng thời dùng tay đưa trượt cái phần này xuống. Đó. Rồi, tiếp theo là về phần vai. Rồi. Và cái tách cái phần vai này ra này. Như mình đã nói rồi, chỗ này các bạn phải lựa một chút. Đó. Sau khi chúng ta kéo ra thì chúng ta gập này lại luôn. Đó, bên này cũng thế này. Gập lại luôn. Tiếp theo thì đến lượt cái phần này, chúng ta cũng gập lại luôn đi. Đó, thì cái bước này làm đầu tiên cũng được. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái phần lưng. Chúng ta quay ra phần lưng. Thì chúng ta sẽ tách những cái phần lưng của nó ra. Thì ở trên này này, nó sẽ có chỗ cài. Chúng ta nhấc lên. Tại vì con này lúc mở hộp ra ở dạng robot, cho nên là mình sẽ hướng dẫn từ dạng robot tràn thành dạng xe. Còn từ dạng xe ngược lại dạng robot thì các bạn cũng làm thao tác như thế thôi, nhưng mà ngược lại thôi. Đó, sau khi tách được hai cái phần lưng này ra thì chúng ta xoay ra cho nó gọn. Đó, chúng ta sẽ làm sau. Cái lưng này chúng ta sẽ xử lý sau. Đó. Đó, như thế này chúng ta sẽ xoay ra. Đó, để tạm như vậy đã. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp tục phần ngực. Xử lý tiếp tục phần ngực. Thì cái phần ngực này chúng ta sẽ tách các cái phần dưới này ra trước. Thì ở cái phần trong này nó có một cái chỗ để cài nhỏ. Thì chúng ta sẽ lựa tách nó ra. Đó. Đó. Tách ra. Và đồng thời chúng ta nhấc lên này đi. Nhấc lên này để cho nó dễ xử lý hơn. Mình sẽ chỉnh cái góc máy nó cao lên. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý hai cái phần này. Thì đây chính là cái phần cải tiến của cái mẫu này. Nó khá là khác so với những cái bản trước. Chỗ này thì nhựa nó khá mỏng nên các bạn sẽ phải lưu ý này. Đây, chúng ta cứ lật ra từng bước thôi. Đó. Nhưng mà nhựa khá là mỏng cho nên các bạn phải thật lưu ý nhẹ nhàng. Đó, xoay cái đèn lại. Đấy, như vậy là chúng ta tạm thời được một bên. Rồi, tiếp theo đến bên này.
thì như mình đã nói rồi, nhựa khá là mỏng, cho nên các bạn phải thật là lưu ý nhẹ nhàng. Ông nào mà tay chân tay to mà mạnh tay cái là gãy ngay, mà gãy thì rất là xót. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên trong này này, nó có hai cái tấm đỏ này, nó chính là cái phần của mui xe, thì chúng ta sẽ lấy nó lên. Thì chỗ này nó hơi rít một chút này. Đó. Rồi bên này nữa. Thì chúng ta chỗ này sẽ lựa để lắp luôn những cái này vào. Đó, tiếp tục đến bên này. Rồi. Tiếp theo thì là hai cái phần kính xe này, chúng ta sẽ gập vào trong luôn. Đấy. Sau khi như vậy rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ làm cái bước đấy là tách cái phần này ra. Đây, tách ra như này. Rồi thì chúng ta sẽ gắn nó lại. Đây, tại vì ở đây nó sẽ có cái rãnh thì chúng ta sẽ gắn nó lại này. Đó, chúng ta sẽ phải đẩy nó vào này. Đẩy vào, đẩy hết cỡ vào. Đó, và rồi đây sẽ có cái chỗ để kết nối. Đó thì chúng ta cài nó lại. Sau đó thì tiếp tục kết nối ở đây. Nó sẽ có cái phần để chúng ta cài lại này. Rồi, và cái con này thì mình thấy có rất là nhiều chỗ bằng kim loại. Đó. Cái bàn chân dưới này là bằng kim loại này. Toàn bộ bàn chân dưới này bằng kim loại này. Cái phần này bằng kim loại này. Cái phần này bằng kim loại này. Đó, và mình thấy là toàn bộ cái phần khung đằng sau này của nó bằng kim loại. Đây, cái phần này này. Đấy, cái phần mà mình đang chạm đây này. Đó, nó sẽ là bằng kim loại. Rồi là cái vai này cũng thế. Cái vai này thì có cái phần đằng đằng trước này là bằng kim loại này. Đúng rồi, có cái phần này là bằng kim loại này. Đó, chúng ta sờ vào mắt tay là biết ngay. Và ngoài ra thì nó còn một số chỗ nó bằng kim loại nữa, nhưng mà nó không được to thôi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì sẽ tách cái này ra này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hai cái phần này chúng ta để nguyên này nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tách cái phần này ra. Tách cái phần này ra. Đó. Và rồi tiếp theo là cái phần hạ bộ của nó dưới này. Đây. Thì chúng ta cũng tách được ra này. Đó, tách ra. Đưa lên trên. Đó. Đấy, cái chỗ này là khác biệt so với những cái bản khác là nó chỗ này nó sẽ không chan được. Rồi, tiếp theo thì chúng ta kéo cái phần chứa đựng matrix này ra này.
mục đích là để gập cái đầu nó lại. Đó, cái chỗ magic này, kéo nó xuống. Và chúng ta sẽ phải, trước khi kéo nó xuống thì chúng ta sẽ xoay hai cái này lên. Đó, hai cái này là xoay được nhé. Đấy, rất nhiều chi tiết như vậy. Đây, chúng ta xoay này lên này. Đó, sau đó kéo nó xuống, kéo xuống hết cỡ luôn. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ gập, tách cái phần kết nối giữa phần chân và phần thân trên ra. Đó, vậy. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ gập cái phần đầu này vào đây. Đó, chỗ này thì các bạn phải lựa một chút này, quẹo lựa này. Đó, đấy, chúng ta sẽ gập lại như thế. Tiếp theo thì mình sẽ đặt xuống đây để cho dễ làm. Cho camera thấp xuống chút. Đó. Tiếp theo. Đấy, như các bạn thấy thì chan có lẽ không phải đơn giản. Nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Để chan xong cái mô hình này thì mình nghĩ có lẽ cũng phải mất khoảng 20 phút. Đấy, phải mất tầm đấy đấy. Bây giờ chúng ta sẽ hai cái tay này, chúng ta sẽ xử lý hai cái tay này. Đó, cái phần đầu này cứ đưa lên trên đi. Chúng ta sẽ xử lý hai cái tay trước. Hai cái tay. Thì cái đoạn hai cái tay này thì mình thấy giống ở các cái mô hình trước thôi. Chúng ta sẽ chập vào nhau và đưa vào giữa như thế này. Thì chúng ta kết nối nó lại luôn. Thì ở giữa này sẽ có chỗ để cài này. Và cái phần đầu xe này chúng ta đã cài lại luôn, bóp nó vào là xong. Đấy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ gập cái đầu này lại. Và đây chính là cái đoạn mà chúng ta sẽ phải lựa. Mình nghĩ là cái đoạn này là đoạn hơi khó khó nhất trong quá trình transform này. Đó chính là chúng ta sẽ đặt được cái phần này vào cái này để cho thành cái đầu xe hoàn chỉnh. Chỗ này chúng ta lựa thôi, nhưng mà các bạn vẫn phải lưu ý là phải nhẹ nhàng để tránh trường hợp sẽ bị gãy. Đấy, chỗ này thì chúng ta chỉ có lựa thôi, không có làm gì khác hơn được. Phải chỗ này phải thật nhẹ nhàng và lưu ý. Đó, nó sẽ đâu vào đấy thôi. Họ đã thiết kế chuẩn rồi.
nó sẽ đều ăn được vào nhau hết. Đó. Thì đoạn này mình nghĩ là sẽ là khó nhất. Cái phần đầu xe này. Rồi, cũng chỉ có như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ lắp được thành cái đầu xe. Các bạn sẽ phải lưu ý cái phần đầu xe này, vì như mình nói là cái thanh này nó sẽ rất là mỏng, nên các bạn sẽ phải lưu ý. Đó, sau khi lắp đầu xe rồi chúng ta sẽ gập lại hai cái phần này lại. Chúng ta sẽ gập hai cái bên này lại. Chỗ này là phải lựa hơi lâu một chút. Rồi. Đó. Thì rất hơi mất thời gian chỗ này một chút, tại vì là phải lựa các bạn ạ. Chỗ này nó liên quan đến chính là cái mảnh nó gập được lại ấy. Cho nên chúng ta sẽ phải lựa thì mới đưa cái này lại được. Bên này cũng vậy. Khá là mất thời gian. Nhưng mà vì sao các bạn chan nhiều rồi thì có lẽ là sẽ quen. Rồi, như vậy là cơ bản là cái phần đầu xe mình đã chan xong. Xong phần đầu đằng trước. Cái phần này thì chúng ta gập lên này. Phần này gập lên này. Bây giờ là cái phần cái bình xăng đây. Thì cái phần này cũng khá là phức tạp đấy. Cái chỗ phần bình xăng này. Mình sẽ cố gắng để cho các bạn dễ nhìn một chút. Thì chúng ta sẽ tách ra này, tách ra ở đằng này. Tách ra này. Và ở chỗ này nó sẽ có một cái rãnh trượt nhẹ. Trượt một đoạn ngắn, cho nên các bạn sẽ phải thật là lưu ý. Đấy. Nó sẽ trượt và chúng ta sẽ phải bửa ra được cái bình xăng như thế này. Sau đó chúng ta lại gập nó lại. Đấy, thì mình thấy cái chỗ này nhựa cũng khá là mỏng này, các bạn phải lưu ý này. Rồi, và cái này chúng ta sẽ xoay ra ngoài này. Đó, xoay ra như vậy. Và cái phần bạc này. Đây, chúng ta cũng tách ra. Đó, tách ra, đến đây chúng ta sẽ gập vuông lại.
đó, sau đó xoay sang sau, ghép nó lại luôn. Thì cái này khá là đơn giản thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xoay lại, cái bình xăng này. Đó, nó như vậy. Xong một bên. Bước tiếp theo thì chúng ta làm bên này. Đây, cái phần bình bên này. Thì tách ra này. Đó. Rồi. Bước tiếp theo, chúng ta để như vậy đã. Bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ chan phần chân. Đây, toàn bộ cái phần trên này chúng ta tạm thời như vậy thôi. Rồi đến lượt phần chân này. Cái phần chân này. Thì cái phần chân này cơ bản là cũng giống các cái mẫu trước thôi. Đây, cái này chúng ta sẽ phải, nó có khác biệt đó chính là cái cột này, cái thanh này. Đây. Đó, chúng ta sẽ lấy cái này ra trước tiên. Đó. Sau đó là bóp hai chân này lại. Bóp cái bàn chân lại này và tiếp tục là tách cái này ra. Duỗi thẳng ra. Đấy, như vậy. Tiếp theo thì mở cái này ra này. Đó, mở ra. Rồi chúng ta kéo này ra. Cái bước này thì nó giống cái mẫu trước thôi, không có gì cả. Cái này chúng ta tách ra này. Đây. Cái tròn tròn ở đây chúng ta sẽ tách ra và gập nó lên. Đó, nó là một điểm khác biệt nữa đấy. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta đóng cái này lại thôi. Và chúng ta được một bên chân. Tiếp theo, chân bên này chúng ta làm tương tự. Và mình thấy là cái ống này cũng là làm bằng kim loại đấy các bạn. Cái ống mà cũng mạ được sơn chrome này này. Là cũng được làm bằng kim loại cho nên là chúng ta không lo về gãy lắm. Mình thấy chỗ này là phải lựa để lắp được vào vì nó hai có hai cái gờ để kết nối. Rồi. Và một bước tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ phải lựa cái chỗ phần hông này. Đó, chúng ta sẽ phải gập nhá. Chúng ta sẽ phải gập lên này. Đó, gập này xuống và ngoài ra là sẽ phải đẩy hết cái háng này về đằng sau.
Và trước khi làm cái thao tác đẩy háng đó thì các bạn lật đằng sau cho mình, thì sẽ thấy cái phần mông như thế này. Đó, hai cái này chúng ta xoay vào trong. Xoay vào trong này. Xoay vào trong, sau đó là gập cái này lên. Kéo cái này lên. Kéo này lên để mục đích là xoay này lại. Đó, nó là phần đuôi của xe. Sau đó kéo xuống thôi. Đó, thì đây chính là cái đuôi xe này. Rồi. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đẩy lùi lại như mình đã nói lúc nãy. Chúng ta sẽ đẩy lùi lại. Đó, đẩy cho hết cái háng này lên này. Đấy, đẩy lên. Đó. Rồi, tạm thời như vậy đã. Tạm thời như thế này. Chúng bây giờ chúng ta xử lý cái bánh xe này. Ở cái bánh xe này thì đã có cái sự sửa đổi thiết kế rất là hay ở cái phần bánh xe này. Thì chúng ta sẽ xoay như thế này, các bạn nhìn này. Đây. Đó, khi chúng ta xoay nó sẽ tự bật tung ra như kiểu thành cái lốp đôi vậy. Đó, mà đúng như trong giống trong phim cũng là lốp đôi như thế này. Rất là đẹp. Đó, chỉ đơn giản là xoay thôi. Đó. Sau khi chúng ta xoay hết ra thì chúng ta sẽ làm cái thao tác. Đó là xoay ngược lại thì chúng ta phải kéo cái này. Đây, như này mới đúng. Đó. Ở bên này cũng như vậy. Đấy, như vậy. Rồi, và chúng ta đóng cái chân này lại luôn. Chúng ta sẽ ghép hai chân này lại. Rồi, cơ bản là cũng sắp xong rồi. Rồi, thao tác tiếp theo là chính là cái hai cái ống khói lúc nãy mà chan phong từ khẩu súng ấy, chúng ta sẽ xử lý nó. Đây chính là hai cái món lúc nãy. Thì trước tiên là chúng ta cứ lắp hẳn cái phần trên và kết hợp với phần chân đã. Chỗ này thì chúng ta phải lựa thôi. Đó. Như vậy. Rồi. Mình làm rất chậm nên là hơi mất thời gian. Đó. Như vậy tiếp theo thì chúng ta sẽ như cái ổ khóa này, chúng ta sẽ cài vào đây. Mình sẽ làm bên này trước. Chúng ta sẽ đặt vào cái ống, à cái bình xăng. Và cái phần ống khóa này chúng ta sẽ chụp vào. Thì chỗ này mình thấy khá là zip. Rồi, như vậy.
Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ gắn nó vào. Cái bước này thì mình thấy là cũng khá là đòi hỏi chúng ta phải tìm mình một chút. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bước để lắp nó vào. Thì ở đây nó có cái gờ này, và chỗ này nó sẽ có cái lỗ để chúng ta gắn lại. Các bạn phải lưu ý là cái phần này, cái phần thừa thừa ra đây này, chúng ta phải đút được vào trong này. Đó, lại còn thế cơ. Đấy, nó sẽ phải đút vào như này này. Đấy, như vậy là chúng ta được một bên. Sau đó thì chúng ta hạ này xuống luôn cho nó xong hẳn một bên đi. Ống khóa này kéo lên. Đó, như vậy chúng ta xong một bên. Quay qua bên này. Chúng ta cũng làm thao tác như vậy thôi. Thì đấy, thì con này nó thay đổi rất là nhiều. Transform cũng mệt hơn. Mình thấy mất thời gian hơn những cái con trước, nhưng mà mình thấy ngược lại là mình thấy cái trang rất là hay, tạo nên cái sự khác biệt so với chan những cái mẫu kia vì nó thay đổi nhiều. Đó, sau khi chúng ta cài một khóa này vào thì nó sẽ chắc, và rồi cuối cùng thì chúng ta lắp vào thôi. Đó, và kéo ống khóa lên. Rồi, khá là mệt mặc dù là đã san phong gần xong rồi. Chỗ này mình trang hơi lệch một tí, chứ không thì chúng ta sẽ ấn nước cái này vào, ấn nước cái này vào sát đây nữa cơ. Đó, rồi và bước cuối cùng thì chúng ta lắp hai cái chắn bùn này thôi. Khá là mất thời gian. Đây, chỗ này thì cũng phải lựa một chút để chúng ta có thể gập được cái chỗ này lại.
Rồi, như vậy là mình đã transform xong, hoàn chỉnh nó từ dạng robot sang dạng xe. Thì đây là cái dạng xe tải của nó này. Đó, thì nói chung là mặt đằng trước này được mạ chrome rất là đẹp, sáng bóng. Đó. Đó, thì nói chung là chan cũng khá là khít. Và tuy nhiên là chan hơi hơi mất thời gian một chút, tại vì là nó cũng là chan những cái lần đầu, cho nên là nhiều chỗ nó rất là zip và mình chưa thể làm nhanh tay được. Đó, ống khói này kéo lên, những cái phần nào mạ chrome thì nó rất là đẹp. Đó, ống khói này, mạ chrome này, bình xăng mạ chrome này, và cái mặt trước này mạ chrome rất là đẹp. Đó, thì cái bản này cải tiến hơn so với những cái mẫu trước, đó là nó sẽ có hai cái thanh này và cũng được làm bằng kim loại, mà mình thấy trong phim nó có hai cái thanh như thế này. Đó, rất là đẹp, sát phim. Dạng robot đã gần như là sát phim tuyệt đối rồi, và dạng xe cũng sát, rất là sát phim nữa. Thì đấy, thì đây đúng là một con hàng rất là chất lượng. Rồi, thì clip hướng dẫn các bạn transform em nó từ dạng robot sang dạng xe của mình đến đây kết thúc. Xin chào, bye bye.